Xem chỉ tay miễn phí xin chào các bạn. Hôm nay xem chỉ tay miễn phí sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là vân tay chữ M nằm ở trong lòng bàn tay của nam và nữ ha. Thì đường chỉ tay chữ M này á là ba đường chỉ tay hình thành với nhau đó là đó là đường tâm đạo nè, rồi đường trí đạo, rồi đường sinh mệnh của chúng ta ha và trước lúc xem video hướng dẫn của xem chỉ tay miễn phí các bạn hãy nhớ nhấn vào like và comment và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của xem chỉ tay miễn phí nhé và xem chỉ tay miễn phí hướng dẫn đây để các bạn về sau này cũng có thể tự xem cho bản thân mình hay là xem cho người nhà của chúng ta hay là xem cho bạn bè vân vân ha thì uh, theo như mà bàn tay nào mà có có đường chỉ tay M này chỉ tay chữ M này á thì được hình thành từ ba chữ tây đó là đường sinh đạo và tâm đạo và trí đạo của chúng ta sẽ nối thành chữ m nha và những người nào mà có vân tay chữ m này ở bàn tay phải hay là tay trái á, thì có nhiều người có cả ở cả hai tay ha những người này á, rất là có tài và có khả năng thiên bẩm rất là đặc biệt ha trực giác á, thì rất là nhạy bén đa phần á, những người mà có đường chỉ tay này á, thường là làm những chức cao nè rồi quyền trọng nè là nhà lãnh đạo nè tài cao và đức trọng ha ăn tên ngồi trước được rất là nhiều người xem trọng nè và những người mà có bàn tay chữ M này á thì đa số những người này có mạng là cầm quân dẫn tướng nha dưới một người nhưng trên rất là nhiều người nha các bạn và và bàn tay chữ M này á thì có địa vị rất là lớn sự nghiệp công danh rất là rực rỡ và sáng ngời nha. Và những người mà có bàn tay chữ M này á thì được biết rất là nhiều người ở trong mà lịch sử có bàn tay chữ M này và ở đây là những nói đến là những người có bàn tay chữ M ở Trung Hoa ha. Chẳng hạn như là Tào Tháo nè là thứ nhất. Và Gia Cát Lượng á cũng có bàn tay chữ M nè, rồi Lưu Bá Ôn Đời nhà Minh cũng có chữ M trong lòng bàn tay ha <laughs> Và những người này á, đều có chữ M trong bàn tay Và khi mà các bạn mà xem đến bàn tay của người nào mà có chữ M Thì nhất định người này phải có địa vị rất là cao sang Công danh chất phận rất rõ ràng và hẳn hoai ha Bất kể là nam hay nữ Những người này phải có địa vị Hết 99,9% là có địa vị nha các bạn và vân tay chữ M trong lòng bàn tay này á thì ở đây ai á mà có chữ M này trên cả hai bàn tay của chúng ta thì những người này là thiên tài bẩm sinh, thông minh và lanh lẹ. Rất là khôn ngoan ha, những người này là khôn từ nhỏ luôn chứ không phải là lớn lên mới khôn nha. Khôn từ lúc mới sinh ra lọt lòng luôn. Và những người này á đa số rất là có tài nè lớn lên á, sẽ làm lãnh đạo chính trị gia rất là giỏi ha hay mang lại nhiều lợi ích cho xã hội hay là trong gia đình người nào mà có vân tay chữ m này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống đi làm đi ăn hay là làm bất cứ một công ăn việc làm nào cũng đều được âm phò dương trợ quý nhân giúp đỡ và có cơ sở rất là rõ ràng và hẳn hoai và bàn tay chữ m này á, thì cho thấy những người này tài cao và đức rất là dày cho nên hậu vận á, mà có những gì xui xấu á, cũng đều được hóa nguy thành an ha vì bàn tay này luôn luôn được thần linh gia hộ ông bà che chở và nhờ đức của tổ tiên ông bà cũ huyền để lại rất là cao cho nên mới sở hữu được vân tay chữ m cả hai bàn tay trong cuộc sống nếu mà ai có được bàn tay chữ M này và kết hợp được với khuôn mặt vuông vắn, vuông vất á, thì đó là người khoan dung và độ lượng là người khoan dung và độ lượng nha các bạn sống cực kỳ rất là tốt luôn 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 giúp đời giúp người giúp trong gia đình và ngoài xã hội nói chung lại người có bàn tay chữ M này luôn luôn giang tay và giúp đỡ mọi người xung quanh và không nề hà một ai ha và bất kể gặp hoàn cảnh nào khó khăn lâm ly bi đát thì những người có bàn tay chữ M này luôn luôn giang tay ra để cứu giúp cho những người này ha người này là có tâm tu và hướng thiện rất là tốt luôn luôn có lòng từ bi hỷ xã và giúp đỡ toàn diện mọi người ha và đa số những người có bàn tay chữ M này thì về hậu vận sau này đều có căn tu rất là rõ ràng ha và những người này á, thường hay giúp đời giúp người và giúp xã hội rất là nhiều. Nhưng mà không cần lại sự đền đáp của một ai hết cả ha. Cho đi, khi mà đã cho đi là không có ao ước nhận lại. Người này rất là tốt nha các bạn. Bàn tay chữ M này, nếu các bạn mà dở bàn tay ra, thấy người nam hay nữ, bất kể là ai có bàn tay chữ M này, thì nhất định người này sẽ có địa vị ha. Và trong cuộc sống á, thì từ tiền vận cho đến trung vận cho đến hậu vận không khi nào lận đận hết cả ha nếu có có chút đỉnh thôi chứ không có đáng nói đến ha những người này á thì có thêm một khả năng ở đây nữa là trực giác vô cùng nhạy bén nhạy bén giống như là trực giác này cũng giống như là giác quan thứ sáu luôn nha các bạn vô cùng nhạy bén ha nhìn đời rất là tinh tường tháo đáo trực giác cho biết ai tốt ai xấu để họ tránh xa nha và họ nhìn người rất là hay nè luôn luôn và đề cao lên chính nghĩa và trung thực ngay thẳng chứ không bao giờ mà làm sai bất cứ một việc gì dù việc sai đó nói chỉ là nhỏ nhoi hay là nhỏ bé thôi thì người có bàn tay chữ M này không có làm ha nói chung lại là người này trong cuộc đời không có làm hại một ai không sát sanh và không có giết dù đó là một con kiến họ cũng không có giết ha họ cũng không có đập chẳng hạn như là mũi mồng này cái khác nọ họ chỉ có đuổi đi thôi người này có tâm tu và hướng thiện rất là tốt nha nhưng mà người này á mà một khi ai mà đánh mất lòng tin ở họ thì họ thì khó mà lấy lại được từ họ ha chẳng hạn như các bạn đã lỡ lừa dối người này rồi thì người này luôn luôn đề cao cảnh giác bạn không bao giờ tin tưởng bạn dù việc đó các bạn nói xạo một câu nói xạo đó là nó không có làm hại đến ai nhưng một khi mà các bạn đã để lọt tay người này rồi thì người này luôn luôn đề cao cảnh giác bạn cho nên là bạn không nên lừa dối hay qua mặt người này vì bất cứ việc gì mà người này nhìn vào ánh mắt điệu bộ thì người này sẽ biết được bạn thật lòng hay giả dối ha người này có trực giác nhìn thấu được tim gan tâm can của bạn cho nên ở đây bạn có giả dối hay điêu ngoa gì thì người có vân tay chữ m này luôn luôn đều đọc được ý nghĩ và suy nghĩ của bạn một cách rất là hay ha và sẽ phát hiện ra được bạn là người thật lòng hay giả dối rất là tốt nha trực giác này cũng y chang hay là giác quan thứ sáu đã mách bảo cho người này biết rõ về bạn là người như thế nào ra sao bạn là người không tốt đúng không? Bạn nếu mà bạn là người không tốt nè Nếu như bạn không tốt mà bạn lỡ đánh mất niềm tin ở người này rồi đó Thì họ sẽ luôn luôn nghi ngờ và đề cao cảnh giác bạn mọi lúc mọi nơi Đó là người có bàn tay chữ M Nếu sở hữu bất kể trên hai bàn tay hay một bàn tay Thì người này sẽ có địa vị rất cao sang Công danh chất phận rất rõ ràng nha mọi người rồi, Hôm nay xem chữ tay miễn phí đã hướng dẫn cho các bạn đó là bàn tay chữ M nằm ở bàn tay của nam lẫn nữ và trên một tay hay là cả hai tay ha thì những ai có đường vân chữ tay M này thì đều là nhà chính trị tài giỏi ha học tất rất là cao ha có mạng ăn trên ngồi trước được rất là nhung kính nể để... thì hôm nay xem chữ tay miễn phí đã hướng dẫn xong rồi thì xem chữ tay miễn phí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha